Xin chào tất cả mọi người đã đến với Trà Đá Trứng và mình là Tú Anh, người sẽ dẫn mọi người đi nhìn về một cái nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán trong phiên ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay VN Index mở cửa ở mức giá là 1.004,27 điểm, đóng cửa tại 1.117,66 điểm, tương đương tăng 14,66 điểm. Thì độ rộng thị trường ngày hôm nay thể hiện qua 409 mã tăng, 78 mã giảm và 92 mã ở tham chiếu. Thì mọi người có thể thấy trong phiên ngày hôm nay tác động tới VN Index có top 3 mã ảnh hưởng tích cực. Hồi bây giờ ngày hôm nay mình chỉ nói đến cái mã tích cực thôi ha. Thì có Vietcombank, Masan và BIDV. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái chart của nó để mình có thể một cái nhìn rõ hơn về thị trường trong phiên hôm nay. Thì như ngày hôm nay mình có nhận định cũng như là mình có nói ở trong room của mình, đó là cẩn thận đến nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành khu công nghiệp. Thì đúng là trong phiên ngày hôm nay mọi người có thể thấy là cái nhóm ngành ngân hàng nó bùng nổ khá là mạnh. Mình có nói là nếu mà ngày hôm nay cái VN Index chỉ số chung của thị trường nó tăng vượt qua cái trendline giảm như thế này, là nó xác nhận là gãy trend giảm, thì sẽ là một cái sự tích cực cho thị trường vào những cái phiên tới, cái sự tăng trưởng của thị trường trong những phiên tới. Đó là về VN Index. Thì kỳ vọng ngày mai thị trường nó sẽ có một cái nhịp đi lên, nếu vẫn còn giữ cái sự tích cực thì nó sẽ kéo thị trường đi khỏi cái trend giảm như thế này, thì nó sẽ là một kịch bản khá là đẹp cho thị trường. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái mã chứng khoán khác về cái nhóm ngành ngân hàng, đi ngang qua nhóm ngành kéo thị trường trong phiên ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay có những cái mã thì gần như tất cả những 70 đến 80% các mã trên thị trường ngày hôm nay đều tăng cả. Thì bây giờ đi STB, thì STB ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 27,5, chạm vào đường MA 20. Thì hiện tại STB mình không khuyến nghị mọi người thêm tỷ trọng hay là gia tăng tỷ trọng vào giai đoạn này. Mình chỉ nên quan sát con này thôi, vì đối với những nhóm ngành ngân hàng, những cái con mà mình có thể cân nhắc thêm tỷ trọng thì những con trong phiên ngày hôm nay nó đang còn đỏ, như là con EIB. EIB hiện tại trong phiên ngày hôm nay vẫn còn đỏ, nó đóng cửa ở mức giá là 18,25. Thì với mức giá 18,25 như thế này, mọi người có thể thấy là nó đang trong một cái biên sideways ngắn hạn, sideways từ mức giá là 17,9 đến 18,3 đến 18,5. Đó, thì bây giờ nó chỉ cần trong phiên hôm nay nó mặc dù nó giảm nhưng mà nó đang chạm được MA20, thì kỳ vọng trong phiên ngày mai nó vẫn còn giữ được một cái sự tăng trưởng tốt, nó sẽ kéo con này đi lên, và con này mình nên nắm giữ, không không nên lướt tay không nha, mình nên nắm giữ. Và con này kỳ vọng của mình, target của nó sẽ đâu đó đạt lại mức giá là 29,3 đến 29,5 ha. Đó là về mức target ngắn hạn. Tiếp đến sẽ là một vài con khác trong nhóm ngành ngân hàng, là con TP Bank. TP Bank ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 17,05, chạm vào đường MA20. Thì có lẽ con này trong một vài phiên tới nó vẫn sẽ là một cái biên sideways như thế này thôi. Thì con này giai đoạn này mình đang không khuyến nghị mọi người gia tăng tỷ trọng vô con TP Bank này. Tiếp đến sẽ là VP Bank. VP Bank thì hôm trước mình có kể một cái đường đi của nó, thì mình nghĩ rằng con này nó sẽ tất nhiên là nó vẫn sẽ sideways trong cái mức giá là từ 18 đến 19, thì sẽ phải đi thêm một giai đoạn này nữa. Thì khi mà có cái dòng tiền xác nhận đi vô rồi thì nó phải xác nhận rằng nó break out qua khỏi cái hộp đa bát này, thì nó mới là cái điểm mà mình có thể gia tăng tỷ trọng vô con này. Tuy nhiên thật sự là nếu mà mọi người tham gia thị trường chứng khoán thì mọi người đều biết là cái giai đoạn mà mình gia tăng tỷ trọng đẹp nhất đó là vào giai đoạn tuần trước và những cái tuần ở phía trước. Giai đoạn đó thị trường sideways, cũng như là giai đoạn đó thanh khoản rất là cạn kiệt. Mặc dù thanh khoản giai đoạn này nó vẫn chưa thật sự tăng, tuy nhiên là giai đoạn đó, giai đoạn thị trường giảm, những cái mã nó về những cái điểm mua khá là đẹp, thì mọi người hãy cân nhắc gia tăng thêm tỷ trọng vô giai đoạn đấy. Giai đoạn này thì chờ và nằm ngồi chờ đợi để nó đạt một cái target mà mình kỳ vọng đặt ra, thì mình chốt cái lợi nhuận của mình thôi. Đó là về cái nhóm ngành ngân hàng. Tiếp đến sẽ là cái nhóm ngành mà chứng khoán. Ngày hôm nay chứng khoán thì mọi người có thể thấy là vào phiên sáng nó ép, thật sự là phiên sáng ngày nay rất là ép cái nhóm ngành chứng khoán luôn. Sáng nay gần như các mã chứng khoán đều đỏ, chỉ có con HCM là nó vẫn còn hơi xanh. Để có thể nhìn rõ được cái sự, đây mình sẽ mở trào 1 giờ ra cho mọi người nhìn. Thì con HCM này, mạng đang bắt đầu hơi yếu. Đây con HCM này sáng nay mở cửa mức giá 9 giờ của nó là hơi đỏ nhẹ. Tuy nhiên nó vẫn đang ở mức giá tham chiếu, đó là 32,4. Tới lúc phiên 10 giờ, tới phút 10 giờ nó lên 32,65. Không nhiều, tuy nhiên là nó cũng đang thể hiện một cái sự tích cực của nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm ngành chứng khoán sáng nay vào lúc đâu đó khoảng 10 rưỡi 11 giờ nó mới được kéo lên, nó bùng nổ giá đi lên. Thì đi sang con VND để xem được cái sự
đẩy giá của nó trong phiên ngày hôm nay. Đây, vào lúc 9 giờ mọi người thấy là nó gần như là tăng 0,05, là rất 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 là bé. Đến phiên lúc 10 giờ hơn, nó từ 10 giờ nó tăng tận 0,2 điểm, 0,93%. Đó, thì mọi người có thể thấy là nhóm ngành chứng khoán trong phiên ngày hôm nay nó ép tâm lý nhà đầu tư vào giai đoạn đầu, và đến vào cái phiên mà bắt đầu giữa giữa phiên trưa, giữa giữa phiên sáng á, thì nó bắt đầu được kéo thị trường đi lên. Thì nhóm ngành chứng khoán ngày hôm nay gần như tất cả các mã nó đều giữ được một cái sắc xanh khá là đẹp. VND thì nó đóng cửa ở mức giá đâu đó là 21,7. Thì gia tăng dạng, nếu mà giai đoạn này mọi người cân nhắc thêm tỷ trọng vô con VND thì nó cũng được, cũng được thôi nha. Tuy nhiên thì mình không khuyến nghị thêm tỷ trọng vô các mã chứng khoán trong giai đoạn này. Mã chứng khoán trong giai đoạn này mọi người có thể cân nhắc ra thì gia tăng tỷ trọng, đó là con VIX. Bây giờ nhìn về con VIX ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 16,9, chạm vào đường biên MA20, chạm vào đường MA20 của nó. Thanh khoản ngày hôm nay của nó cũng khá tốt, chưa thật sự xuất sắc nhưng mà nó như vậy cũng gọi là ổn rồi. Thì chỉ cần chờ trong giai đoạn tới, trong phiên cái phiên tới nó xác định nó break out lên khỏi cái hộp đa bát này thì nó sẽ là một cái điểm mà mình có thể gia tăng tỷ trọng, cũng như là mình có thể kỳ vọng vào một mức target cao hơn của nó. Tại vì như con VIX, mọi người con VIX này mọi người có thể thấy là nó không tăng thì thôi, nó tăng thì nó tăng rất là ghê. Nên là gia tăng tỷ trọng vô con này thì mọi người phải chắc chắn là mọi người phải kiên nhẫn để chờ đến cái trend tăng của nó, thì cái lúc mà nó tăng đó sẽ là cái lợi nhuận, đó cũng sẽ là cái công mọi người được trả cho cái thời gian mọi người chờ đợi với con VIX ạ. Con VIX này ha. Tiếp theo đi thêm một vài con trong mã ngành chứng khoán nữa, đó là con SSI trong phiên ngày hôm nay. SSI trong phiên ngày hôm nay vượt lên đường biên MA20 rồi và đang đóng cửa ở mức giá là 32,55. Thì ở cái mức giá này mình kỳ vọng là nó vẫn sẽ tiếp tục đi trong cái hộp đa bát này thêm một thời gian nữa, để khi mà nó tích lũy đủ, nó break out lên khỏi cái hộp đa bát này thì nó sẽ là một cái đà để nó kéo giá đi lên mạnh luôn, chứ không có lên từ 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 nữa. Đó là con SSI. Tiếp đến là SHS. SHS trong phiên ngày hôm nay đóng cửa với một cái thân cây nến doji và ở đường biên MA20. Giá đóng cửa là mức giá 18,6, thì giai đoạn này không cân nhắc gia tăng tỷ trọng vào con SHS này. Và đi ngang qua một vài con trứng, con AGR. AGR trong phiên ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá 15,9. Giai đoạn này không phải là giai đoạn gia tăng tỷ trọng. Tuy nhiên thanh khoản ngày hôm nay của nó khá là tốt. Thanh khoản ngày hôm nay của nó vượt lên trung bình 20 phiên. Thì đó, nói chung là giai đoạn này thì ok nhưng mà không gia tăng tỷ trọng. Gia tăng tỷ trọng bây giờ chúng ta có thể cân nhắc về một vài con trong nhóm ngành bất động sản có thể gia tăng tỷ trọng, đó là con đất xanh. Đất xanh trong phiên ngày hôm nay á đóng cửa ở mức giá đâu đó là 18,95. Với mức giá 18,95 này thì nó đang bị chạm vào cái hỗ trợ 18,95 này của nó, 18,9, 18,95 này của nó. Thì có lẽ là trong phiên tới nó vẫn sẽ tiếp tục đi trong cái kháng cự này, nó sẽ giằng co trong cái kháng cự này. Để khi mà có một cái dòng tiền xác nhận nó đi vô hẳn như thế này, một cái dòng tiền xác nhận đi vô để nó kéo giá đi lên hẳn, thì nó mới là một cái xác nhận đẹp của thị trường về con đất xanh này ha. Tiếp đến là con Novaland trong phiên ngày hôm nay tăng khá là ghê. Novaland ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 16,9. Với mức giá 16,9 như thế này, mọi người không cân nhắc, không gia tăng tỷ trọng vô Novaland trong giai đoạn này. Vì con này thứ nhất là nó dính lùm xùm thì mình không khuyến nghị mọi người đầu tư. Và cái thứ hai, nếu mà mọi người vẫn muốn gia tăng tỷ trọng vô Novaland thì mọi người phải chờ nó break out qua khỏi cái hộp đa bát này, thì mọi người mới có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng của nó vào đây. Nó mới là cái giai đoạn đẹp nhất để mọi người gia tăng tỷ trọng. Vì tại đây nó có một cái nền đó là nền 17,4. Cái nền này đó là một cái nền kháng cự khá là khỏe của nó, và khi nó xác nhận nó vượt được cái 17,4 này mới là cái điểm mọi người gia tăng tỷ trọng đẹp nhất vô Novaland. Đó, tiếp đến là con DIG, một trong những cái mã mà có cái sự bùng nổ về khối lượng trong phiên ngày hôm nay. Đóng cửa ở mức giá là 22 26,6. Thì với con DIG trong phiên này vẫn có thể cố chấp gia tăng thêm 30% tỷ trọng vô con này. Tuy nhiên, con này ngày hôm nay nó đã xác nhận breakout khỏi hộp rồi. Thanh khoản của nó cũng gần như là ổn ổn như thế này, thì có lẽ trong phiên tới nó sẽ có một cái phiên nó sẽ có điều chỉnh. Thì ngày hôm nay nó đóng cửa chạm vào kháng cự 16,7 này của nó, thì trong phiên ngày mai khả năng nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh đi xuống, đâu đó phải giằng co thêm một đoạn nữa thì nó mới là cái đà để nó bật giá này đi lên được. Đó, thì gia tăng tỷ trọng vô đây có thể cân nhắc gia tăng 30% tỷ trọng ha. BDR thì sao? BDR
VDR ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 22, 27,55. Với mức giá 27,55 này thì nó đang chạm vào, nó đang vượt lên đường biên 20 rồi. Thì đây là một trong những cái dấu hiệu tích cực của cái con BDR này trong nhóm ngành bất động sản. Thì con này thật sự để mà kêu là cân nhắc gia tăng tỷ trọng của con này trong giai đoạn này không thì mình nghĩ là không. Đó, vì con này thật sự là nó đang có cái đà nó đi lên rồi. Nếu mà gia tăng tỷ trọng con này thì mình chỉ nên 30 đến 50% thôi, còn nếu mà không gia tăng thì nếu mà mọi người kiểu cố chấp mà muốn gia tăng 100% thì all in tiền vô thì mình khuyên là mọi người không nên nha. Đó, đó là về giai đoạn này của con BDR. Tiếp đến là HDC. HDC trong phiên ngày hôm nay nó đóng cửa ở mức giá là 32,7. Với mức giá 32,7 này nó đang chạm vào đường biên M20 thì có lẽ trong phiên tới nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh về lại cái mức giá là về lại cái hộp quanh quanh trong cái hộp này thôi. Thì nó sẽ điều chỉnh vì hôm nay thứ nhất là nó chạm vào đường M20, thứ hai là nó chạm vào cái mức giá là 32,9. Thì ở cái mức kháng cự như thế này nó sẽ điều chỉnh thêm một vài phiên tới để khi mà nó xác nhận rõ ràng nó có một cái dòng tiền đủ vô, nó break out lên khỏi cái hộp này thì nó sẽ là một cái đà tăng khá là tốt. Thì đâu đó con này kỳ vọng của mình nó phải đạt đến đỉnh cũ, target của nó phải đạt đến đỉnh cũ, đó là vào mức giá là 36,6. Đây mới là cái target kỳ vọng của mình đối với lại con HDC này. Đó, tiếp đến là con SEO. Con SEO trong phiên ngày hôm nay, con sẽ CEO. CEO này trong phiên ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 23, tăng đâu đó 0,3 giá và 1,32%. Với mức giá như thế này nó đang vượt lên cái đường biên M20 của nó thì giai đoạn này chưa nên đầu tư vô con này trong giai đoạn này ha. Tiếp đến thì sẽ là đi ngang qua một vài con trong nhóm ngành khu công nghiệp đi ha. Đối với khu công nghiệp ngày hôm nay có con IDC. IDC hôm nay đang đóng cửa ở mức giá là 51,5. Mức giá 51,5 này nó đang chạm vào cái kháng cự 51,5 này của nó. Thì khả năng trong những phiên tới mình nghĩ là nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh trong cái hộp Davos này thêm một thời gian. Vì cái nền kháng cự này là nền kháng cự khá là chắc. Thì phải chờ một cái xác nhận rõ ràng đi vô, nó break out lên khỏi cái hộp Davos này thì mới là cái điểm mà mọi người gia tăng, cân nhắc gia tăng tỷ trọng vô đây. Nè, để kể một cái nền, một cái kháng cự rõ ràng cho mọi người nhìn. Thì mọi người thấy là cái kháng cự này là cái kháng cự nó đã rất nhiều lần nó chạm vào đây và nó điều chỉnh rồi. Thì với cái kháng cự rõ ràng như thế này thì mọi người cứ cân nhắc chờ cái dòng tiền đi vô rồi mọi người xác nhận thêm tỷ trọng vô con này thì cũng không xa không trễ. Về con KBC thì KBC đối với mình thì hiện tại nó đang có điểm mua, mình có thể gia tăng tỷ trọng vô giai đoạn này. Thì KBC ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 31,6. Ở mức giá 31,6 như thế này nó đang chạm vào đường biên M20. Và với cái đường biên M20 như thế này nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh trong những phiên tới. Thì cân nhắc trong phiên rung lắc tới, cái điểm mình có thể gia tăng tỷ trọng là mức giá đâu đó 31 đến 31,7 sẽ là cái điểm mình có thể gia tăng tỷ trọng, đâu đó khoảng 30 đến 50% tỷ trọng vô con ABC này thôi ha. Thì kỳ vọng của mình con này nó sẽ chạm vào cái đường, nó phải chạm vào cái mức kháng cự cũ, cái target cũ gần nhất của nó sẽ là mức giá là 33,3. Đó là cái target ngắn hạn của nó. Thì tiếp đến là GVR. Trong nhóm ngành công nghiệp con GVR này ngày hôm nay nó đang đóng cửa ở mức giá 22,2. Với mức giá 22,2 như thế này nó đang chạm vào đường biên M20. Thì mọi người có thể thấy nếu mà nhìn về ngắn hạn đây thì nó đang có một cái trend tăng rõ ràng, đúng không? Thì giai đoạn này mọi người có thể cân nhắc dòng tiền của nó trong giai đoạn này cũng khá là ổn. Thì cân nhắc giai đoạn này có thể thêm 30% tỷ trọng vô con này. Đó, thì kỳ vọng của mình nhóm ngành khu công nghiệp sẽ là nhóm ngành nó kéo vào giai đoạn là cuối năm và đầu năm mới. Tức là mọi người ôm khu công nghiệp là mọi người phải ôm qua Tết. Đó, thì nó mới đạt được một cái mức target thật sự mong đợi cho mọi người. Tiếp đến là ITA ha. ITA trong phiên ngày hôm nay đóng cửa với một cây nến doji. Tăng đâu đó là 0,02 giá, đóng cửa ở 6,52. Thì nhìn có thể thấy là ITA giai đoạn này không phải là giai đoạn mọi người có thể gia tăng tỷ trọng. Đó, thì những cái người mà hôm trước nhắn tin hỏi mình là thêm tỷ trọng vô đây, thêm tỷ trọng vô đây. Đấy, mình đã khuyên, mình đã can là không nên mua rồi. Thì mọi người có thể thấy là nếu mà mọi người thêm tỷ trọng vô đây, đến ngày hôm nay đóng cửa mức giá như này, mọi người trả được cái gì? Từ hôm đó đến nay là đâu đó từ hôm mùng 4 tháng 12 tới nay là 20 ngày. Sau tất cả 20 ngày đấy mọi người vẫn giữ một mức giá y chang, không có gì thay đổi. Thì mọi người thấy là nó có thật sự là một mã cổ phiếu để mọi người có thể gia tăng tỷ trọng không?
Tiếp đến là ở cái mức giá như thế này là gần đỉnh rồi. Mức giá đâu đó là cho là 7.35. Thì hôm đấy có người hỏi mình lúc khung giờ đâu đó khoảng, lúc đó nó đang ở 7 giá, bán giá 7.1 á. Thì gia tăng vào đấy đến bây giờ cho là từ 7.1. Từ 7.1 đi ha. Đây, đến cái mức giá này mọi người giảm đâu đó 9% rồi. Thì mọi người thấy là có đáng đầu tư con này trong giai đoạn này không? Đó, thì câu hỏi đó thì câu trả lời đó thì mọi người phải là người tự trả lời ra ha. Tiếp đến là con PHR. Con PHR trong phiên này nó đang giằng co trong cái biên MA20. Thì với cái sự giằng co trong biên MA20 này nó sẽ tiếp tục giằng co thêm một giai đoạn nữa chứ nó, vì thật sự nhìn đến cái thanh khoản giai đoạn này của nó chưa có thanh khoản đi vô một cách rõ ràng. Xác định thì cái sự mà nó giằng co tiếp tục trong biên MA20 này nó là cái sự khẳng định luôn là nó sẽ tiếp tục giằng co đến khi mà có cái dòng tiền đi vô rồi nó mới xác nhận breakout lên hộp Davos này mới là cái điểm mà mình gia tăng tỷ trọng đẹp vô trong con PHR này ha. Tiếp sau nhóm khu công nghiệp sẽ là nhóm dầu và phân. Đối với nhóm dầu và đạm thì con BVS trong phiên ngày hôm nay thì thật ra thì BVS là một trong những cái mã mà ngày xưa mình có khuyến nghị mọi người tham gia, tuy nhiên là hôm trước nó bị gãy chen và bên mình đã hạ tỷ trọng hết rồi nên là hôm nay nó tăng cũng khá là tiếc. Hôm nay đóng cửa con BVS này đóng cửa mức giá là 38.5. Với mức giá 38.5 này đang chạm vào đường biên MA20. Thì với cái biên MA20 như thế này nó sẽ còn tiếp tục giằng co thêm một vài phiên tới vì dòng tiền hiện tại nó vẫn chưa xác nhận đi vô. Dòng tiền hiện tại vẫn chưa tốt, thật sự là đang còn quá là bé. Nên là con này mọi người cân nhắc nếu mà gia tăng tỷ trọng vô nó thì mọi người phải xác định là phải ôm chung đến dài hạn thì nó mới có được một cái lợi nhuận mà mọi người mong muốn kỳ vọng được nha. Tiếp đến là con BDV. Đối với con BDV này thì trong phiên ngày hôm nay đóng cửa mức giá đâu đó là 28.3. Với mức giá 28.3 này thì nó đang vượt lên cái, nó đang break lên khỏi cái đường MA20 này rồi. Thì nó là một cái tín hiệu tốt cho cái nhóm, cho cái con BVD này. Tuy nhiên nếu mà để gia tăng tỷ trọng vô đây thì mọi người có thể cân nhắc trong phiên rung lắc ngày mai nó có cái sự gia tăng, nó có cái sự rung lắc trong đấy thì mọi người có thể gia tăng tỷ trọng vô đâu đó là vào mức giá là 28 27.8 đến 28 sẽ là cái điểm mà mọi người có thể gia tăng tỷ trọng của con BDV này. Đó, thì BLX thì chúng ta có gì để chúng ta nói. BLX thì sau khi mà cái phiên ngày hôm 20 tháng 12 nó break out lên khỏi cái xu hướng giảm thì đã là một cái mọi người có thể gia tăng tỷ trọng vô cái giai đoạn này mới là cái phiên hôm đấy. Phiên hôm 20 mới là cái phiên mà mọi người gia tăng tỷ trọng đẹp nhất. Còn nếu không ý, trong phiên hôm nay nó chưa có xác nhận gì cả để mà có thể thêm một cái điểm gia tăng tỷ trọng mới thì mọi người phải chờ nó xác nhận vượt lên khỏi cái kháng cự cũ này của nó ở mức giá 34.7 này thì mới là cái điểm mà mọi người có thể gia tăng tỷ trọng vô ha. Đó thì phải chờ trong phiên ngày mai xác nhận là breakout lên khỏi cái mức giá là 34.7 đâu đó chạm lại vào đường MA20 thì mới là cái điểm mọi người có thể gia tăng tỷ trọng vô con BLX. Tiếp đến là con DCM, một con trong những nhóm ngành đạm. Thì DCM hôm nay nó đóng cửa ở mức giá là 31.8. Với mức giá như thế này chưa cân nhắc, chưa khuyến nghị mọi người gia tăng tỷ trọng vô nó. Chờ nó breakout lên khỏi cái đường MA20 thì mọi người hãng gia tăng tỷ trọng vô con này. Đó, 30 đến 50% tỷ trọng thôi nha, không nhiều. Sau nhóm ngành phân dầu này sẽ là đi qua nhóm ngành đầu tư công. Nhóm đầu tư công ngày hôm nay con LCG. Vì đã nói chung ngày hôm nay thị trường là 70 đến 80% các mã là nó xanh hết. Nên là nói gì thì nói thì bây giờ đi ngang qua mã nào nó cũng xanh thôi. Con LCG đóng cửa ở mức giá là 11.95. Với mức giá 11.95 này không khuyến nghị mọi người mua, chờ nó xác nhận rõ ràng breakout lên khỏi cái mức giá 20, à nhầm 12 thì sẽ là cái điểm mà mọi người có thể gia tăng tỷ trọng vô con LCG này. Tiếp đến là con FCN. FCN ngày hôm nay đóng cửa ở 14.45, xác nhận vượt lên cái đường biên MA20, một cái tín hiệu đẹp. Đó, con KSB cũng vượt trên được bên em 20, đóng cửa ở 26.2, tăng đâu đó 2,54%, cũng là một trong những cái tín hiệu đẹp, tuy nhiên thanh khoản vẫn chưa vào nhiều. Thì có thể cân nhắc thanh khoản đi vô rõ ràng thì mình đầu tư trong nhóm ngành đầu tư công này cũng không có trễ. Đó, tiếp đến là con CTI đi. CTI ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 14.58. Đâu đó thanh khoản của nó bằng trung bình với lại là trung bình 20 phiên luôn. Thì vừa chạm vào cái đường trung bình 20 phiên, khối lượng trung bình 20 phiên của nó thì cũng coi như là một trong những cái tín hiệu đẹp của con CTI này. Tuy nhiên không khuyến nghị mọi người đầu tư CTI ha.
Tiếp đến khu đầu tư công này thì đi ngang qua một vài mã cho vui thôi. EZC thì có gì? Con EZC ngày hôm nay, cái nến của nó gần gần như là Marubozu. Đóng cửa ở mức giá là 14.05, tăng đâu đó là 1,08%. Tuy nhiên, hôm nay nó đang chạm vào đường biên MA20 thì khả năng trong những phiên tới nó sẽ có giằng co. Đó, thì nó đang sideways trong cái giai đoạn như thế này nữa. Thì nó phải có một sự giằng co trong một thời gian nữa xác nhận. Khi mà có cái sự xác nhận dòng tiền đi vô rồi thì nó mới là một cái tín hiệu đẹp để mọi người đầu tư vốn EZC. Tiếp sau nhóm ngành đầu tư công thì phải nói là một cái nhóm ngành hôm nay kéo toàn bộ thị trường đi lên. Đó là nhóm ngành thép. Thì nhóm ngành thép phải đi qua con Nam Kim, cái con có biến động mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay. Thì mặc dù Nam Kim ngày hôm nay nó đóng cửa bằng một cái cây nến cho cổ như thế này, cái cây nến bia mộ như thế này, đâu đó là đóng cửa mức giá là 24.10, 24.1 ha. Tuy nhiên bây giờ nhìn về cái chart 1 giờ của nó thì mọi người có một cái nhìn rõ ràng hơn. Thì con này nó bị đạp vào phiên trưa, đâu đó là vào giữa giữa của buổi sáng. Đây, 9 giờ, ở mức 9 giờ nó đang kéo tăng 1,65%. 10 giờ vẫn đang còn kéo tăng thêm 0,61% nữa. Tuy nhiên vào lúc 11 giờ là bắt đầu bị đạp rồi, giảm, bắt đầu giảm. Và đến phiên chiều là nó đạp hẳn vào ATC, thanh khoản vào phiên ATC, thanh khoản vào lúc ATC nó khá là lớn. Đâu đó giảm 2,63% trong mỗi cái ATC, trong mỗi lúc phiên từ 2 giờ đến khi mà kết thúc phiên thôi. Thì mọi người có thể thấy là cái biến động của con NKG này trong phiên ngày hôm nay thật sự là mình không ngờ tới được. Con NKG này là một trong những cái con mà trong room khuyến nghị của mình. Thì đối với lại con NKG này, thanh khoản ngày hôm nay của nó cũng coi như là khá là đẹp. Thì biết đâu kịch bản của nó khi mà đóng cửa vào cái phiên ATC như thế này là đang ép nhà đầu tư thoát hàng ra đúng không? Thì mình kỳ vọng con này trong phiên tới nó sẽ có một cái giai đoạn đi ngang, nó sẽ đi ngang trong một phiên nhỏ nhỏ như thế này. Thì khi mà nó xác nhận, nó rũ thêm một chút nữa thì nó mới là cái điểm breakout lên khỏi đẹp, một cái điểm xác nhận đẹp. Ồ, thì con này nếu mà mọi người đang nắm giữ thì mọi người cứ gồng thêm một thời gian nữa đi, để khi mà nó có một cái sự xác nhận nó gãy chen thì mình sẽ thông báo cho mọi người để mọi người hạ tỷ trọng của nó hoặc là bán hết đi. Tuy nhiên vào cái giai đoạn như ngày hôm nay đóng cửa đâu đó là ở mức giá 24.10, mới có giảm 0,82% thôi, nó vẫn chưa xác nhận được cái gì cả, thì cứ tiếp tục nắm giữ con NKG này thêm một thời gian nữa. Và con Hòa Phát và con Hoa Sen ngày hôm nay là những cái con mà có cái sự tăng khá là đột biến. Con HPG trong phiên ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 27.45, tăng đâu đó 1,48%, vượt lên đường biên MA20. Thì con này trong phiên này khá là đẹp. Nếu mà mọi người cân nhắc thêm vào cái nhóm ngành thép thì mình vẫn khuyến nghị là mọi người thêm con Hoa Sen hơn. Con Hoa Sen ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 21.95, tăng 1,62%, đang chạm vào đường biên MA20. Thanh khoản ngày hôm nay của nó cũng khá là tốt, thì nếu mà mọi người có thể gia tăng tỷ trọng, có thể gia tăng 30 đến 50% tỷ trọng vô con HSG này, thì target trong ngắn hạn của mình thì gần nhất thì nó sẽ chạm vào cái đường 23 này, và cái mức giá 23 này nó sẽ có cái phiên điều chỉnh trong, nó sẽ đi ngang thêm một thời gian, nó sẽ đi ngang trong một giai đoạn ngắn để điều chỉnh. Sau đó là nó target kỳ vọng của mình nó sẽ lên đến mức giá là 24.5 đến 25. Đó là về con HSG. Tiếp đến là con GV, con VGS, con VGS trong phiên ngày hôm nay đóng cửa mức giá là 23, tăng đâu đó là 0,88%. Thì thanh khoản ngày hôm nay đối với nhóm ngành thép thì thanh khoản khá là ổn. Nên là con này kỳ vọng sẽ tiếp tục có đà tăng trong phiên tới nếu mà nhóm ngành thép vẫn giữ được cái sự tích cực như phiên ngày hôm nay ha. Tiếp đến thì con trong nhóm ngành cảng đó là con HAH. HAH ngày hôm nay đóng cửa ở mức giá là 38.85, nó xác nhận là vượt lên được breakout lên khỏi cái mức kháng cự 38 này rồi. Thì nó là một cái sự xác nhận đẹp, thì con này kỳ vọng trong ngắn hạn nó phải lên đến lại đỉnh cũ của nó, đỉnh cũ của nó là ở trên mức giá là 42.3 này thì nó mới có cái phiên điều chỉnh đi xuống, điều chỉnh đi ngang tiếp nha. Đó là con HAH trong những phiên tới. Thì nãy giờ mình thấy là mình đi ngang qua cũng khá là nhiều mã chứng khoán rồi, thì chắc là cái nhận định thị trường của mình đến bây giờ là đến đây là kết thúc. Thì chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ cũng như là đạt được nhiều lợi nhuận trên thị trường chứng khoán này. Vậy nha, bye bye mọi người.